Ngày xưa có một người tiều phu nghèo sống với vợ trong một căn nhà nhỏ cạnh bìa rừng. Họ sống với nhau rất hạnh phúc, nhưng cả hai luôn ao ước có một đứa con. Thậm chí nếu con chúng mình chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, anh cũng sẽ rất vui mừng. Người tiều phu nói với vợ như vậy. Tình cờ điều mong ước này lọt vào tai một bà tiên tốt bụng. Và rồi không lâu sau, hai vợ chồng có con. Điều kỳ lạ là con trai của họ chỉ lớn bằng ngón tay cái. Họ đặt tên cho con là Tom, ngón tay cái, và rất yêu thương con trai mình. Mặc dù nhiều năm trôi qua, nhưng cơ thể cậu bé không bao giờ phát triển lớn hơn một ngón tay cái. Nhưng cậu bé rất ngoan ngoãn và thông minh. Bất cứ việc gì cha mẹ nhờ giúp đỡ, cậu đều làm được. Một ngày kia, khi người cha vào rừng đốn củi, mẹ cậu bé giật mình nói: "Chết rồi, cha con quên không mang theo bữa trưa, mẹ lại đang bận quá." Tom sốt sắng: "Mẹ đừng lo, để con đánh xe ngựa đưa thức ăn cho cha." Thân hình bé nhỏ của Tom không thể cầm cương ngựa điều khiển được, nên cậu leo lên đầu ngựa, ngồi giữa hai tai nó và chỉ đường cho ngựa đi. Sau lần đó, mỗi khi nhà có việc, Tom thường đánh xe ngựa đi làm giúp bố mẹ. Mọi người trên đường nhìn thấy đều nghĩ rằng con ngựa thật thông minh, tự biết đường đi mà không cần người điều khiển. Bởi vì Tom quá nhỏ nên mọi người không nhìn thấy cậu đang ngồi trên đầu ngựa. Cho đến một ngày kia, ông chủ gánh xiếc nhìn thấy con ngựa và ngỏ lời muốn mua nó. Nhưng khi nhìn thấy Tom, người chủ này liền đổi ý và gạ mua cậu bé bằng một túi vàng lớn. Cha mẹ Tom không muốn bán con trai mình dù để được tất cả số vàng có trên đời. Nhưng Tom thưa với cha mẹ rằng: "Nhà mình nghèo quá, cha mẹ cứ nhận tiền và bán con cho gánh xiếc. Con cũng đã đủ khôn lớn, cha mẹ đừng lo gì cả. Thỉnh thoảng con về sẽ về thăm cha mẹ." Và thế là Tom đến làm việc trong gánh xiếc. Thật ra người chủ gánh xiếc rất độc ác. Ông đối xử với Tom rất tệ hại, cho nên một hôm nhân lúc trời tối, Tom tìm cách bỏ trốn. Nhưng đường về nhà quá xa, cậu bé đáng thương phải lang thang trong rừng và ngủ đêm ở bất cứ nơi nào. Một buổi tối, khi đang ngủ trong một bụi cỏ ven đường, Tom bị một con bò nuốt vào bụng. Từ bên trong dạ dày của con bò, Tom lên tiếng kêu cứu: "Cứu tôi, cứu tôi, ai đó hãy cứu tôi ra với." Con bò ngạc nhiên, không biết tiếng nói đó xuất phát từ đâu. Nó hoảng sợ và vùng bỏ chạy. Một lát sau, người chủ trang trại nghe có tiếng kêu khóc từ bên trong con bò. Ông ta kinh hãi, vội giết chết con bò và ném dạ dày nó vào trong rừng. Một con chó sói đói bụng đi ngang qua và nuốt trọng dạ dày bò vào miệng. Thật tội nghiệp cho Tom, cậu bé phải làm gì bây giờ? Nhưng Tom là đứa trẻ thông minh, nó nói ngọt với con sói: "Tôi biết một chỗ ông có thể tìm thấy nhiều thức ăn ngon. Ông hãy cứ theo chỉ dẫn của tôi là đến được chỗ ấy." Nghe bùi tai, con sói đồng ý. Thế là Tom dẫn đường cho con sói quay trở lại chính ngôi nhà của mình. Khi đến nơi, Tom bắt đầu la lên thật lớn: "Cha mẹ ơi, cứu con." Nhận ra tiếng con mình, cha Tom từ trong nhà chạy bổ ra ngoài. Ông xông vào giết chết con sói và mổ bụng nó cứu Tom ra. Cha mẹ Tom rất vui mừng khi gặp lại cậu. Hai ông bà sụt sùi nói: "Từ giờ trở đi, chẳng vì bất cứ lý do gì cha mẹ lại đem bán con cho gánh xiếc hay cho một ai nữa."